Whoa! Sao rồi thằng em? Dạ chú kêu đi đón anh. Ở bên ngoài ăn mặc bảnh bao như vậy? Mày cũng đẹp trai lắm chứ. Anh vẫn phong độ như cũ. Về nhà thôi anh. Đi. Lên xe. Ê Sunan, tao muốn cướp thêm lần nữa quá. Nhưng mà chú Côn đã cấm. Tại lần trước tao làm hư chuyện thôi, nên lần này tao muốn chuộc tội. Tao cấm mày nói với ông già tao. Tao muốn tạo sự ngạc nhiên. Tao muốn ông già tao biết thằng sữa này răng nanh vẫn còn bén nhọn như xưa. Tao tin tưởng mày nhất trong đám. Mày phải đi với tao. Dạ được anh. Ê, ê, bắt súng kìa, lại đây. Chạy bên đây. Yên đó. Im miệng. Em vô tội. Cầm miệng. Nếu muốn toàn mãi, nói với cảnh sát không có ai. Nhanh lên. Nhanh lên. Dạ dạ. À, chào anh, có thấy tên cướp chạy ngang qua đây không? Dạ không thấy. Ok, cảm ơn nhiều. Hướng kia. Vô đi. Bình tĩnh đi anh. Khôn hồn đừng để nó lên tiếng. Vô trong. Vô trong đi. Con ơi ngoan. Nằm xuống. Im đi. Đừng khóc mà con. Dạ dạ dạ, nằm liền. Đừng khóc mà con. Đừng khóc mà con. Nằm đi, miệng đi. Con nít nó sợ thì nó khóc thôi. Tao kêu mày cứ nói im miệng đi nghe không? Nè anh, mau lên chạy trốn đi. Linh đi con, Linh đi con. Đi mau lên. Đừng. Không được đâu. Linh đi con. Mày đang làm gì vậy Sunan? Linh đi mà. Linh đi con. Đừng có khóc nữa. Con nít vô tội mà. Thả nó ra. Linh đi mà con. Dám xem trọng người khác hơn tao sao? Không phải. Anh lại chạy trốn mau đi. Nó là lớn như vậy sẽ làm cho mình bị lộ. Coi như là tôi năn nỉ anh mà. Ủng kiếp.
chủ, Sunan tới rồi. Không cần. Có chuyện gì thưa ông? Đã đến lúc cậu cần phải chứng minh cho tôi thấy rồi đó, Sunan. Mang vô bên trong đi, cẩn thận đó. Chào chú Côn. Làm tiếp đi. Anh à, chú Côn tới rồi. Dạ chú Côn mới tới. Sao rồi? Ổn thỏa hết chưa? Đã tới đâu rồi hả? Dạ gần xong rồi. Chỉ còn một chút. Chúng tôi đang gấp rút hoàn thành cho xong. Rất tốt. Nhanh tay một chút, coi chừng trễ tàu. Dạ. Tony, sao mình tới nhà kho của chú Côn vậy? Ê, ông Tony tới, phát đồ miễn phí đây. Nè, khoan. Hả? Bỏ lên. Hả? Chuyện gì vậy? Bên kia kìa. Mày cả gan dám phản bội tao, đồ bất nhân. Và lồng tiếng tại phim TV. Sunan, Sunan.
Đây chính là cách chứng minh rõ ràng nhất. Cậu có thật lòng muốn đi theo tôi hay không? Khử chú côn đi. Khử xong thì cậu mới được ở lại với tôi. Và tôi hứa sẽ quên hết những chuyện đã xảy ra. Nếu không thì cậu chỉ còn một lựa chọn duy nhất là chết cùng với chú côn. Cậu hãy bắn tôi đi. Thà chết dưới tay cậu còn hơn phải chết dưới tay thằng khốn đó. Bắn đi. Giới xã hội đen vốn dĩ tàn nhẫn như vậy. Nếu ta không phản bội người thì người cũng phản bội ta thôi. Giống như cậu phản bội thằng Sữa vậy. Mau bắn đi. Hãy mau bắn đi. Bắn đi. Rồi sau đó bắt hắn phải chịu tội trước pháp luật. Làm như vậy coi như cậu đã giúp ta trả thù tên khốn đó rồi. Con trai à,
cậu là người được lựa chọn kỹ để truy bắt Tony. Tôi thấy chú Côn giờ cũng đã lớn tuổi, chắc cũng đến lúc nên giải nghệ để sống một cuộc đời thảnh thơi vui vẻ bên cạnh con cháu. Tôi cũng đang nghĩ giống như cậu vậy. Chú có nghĩ sẽ ra nước ngoài sống không? Chọn một đất nước nào đó mình thích mà sống, cùng con cháu hưởng thụ tuổi già. Không cần phải lo lắng sẽ có người tìm mình để tính sổ. Sống như vậy sẽ an tâm. Sunon, từ giờ tôi công nhận cậu là người của tôi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Kể từ giờ anh hãy cứ tin tôi. Tin nổi bật trong ngày, theo thông tin từ phía cảnh sát, cho lúc hơn 1 giờ sáng ngày hôm nay, ông Amnat Saha Parosan, người trong giới giang hồ hay gọi là chú Côn, người đứng đầu băng nhóm Quả Diệm, đã qua đời với nguyên nhân là bị thanh trừng lẫn nhau. Là Tony. Theo phỏng đoán thì đây có thể là một vụ tranh chấp buôn bán vũ khí, bởi vì theo hiện trường án mạng là kho hàng nơi cất giữ vũ khí của băng nhóm Quả Diệm. Hiện nay phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra thêm. Với xã hội đen vốn dĩ tàn nhẫn như vậy mà, nếu ta không phản bội người thì người cũng phản bội ta thôi, giống như cậu đã phản bội thằng Sữa vậy. Thì ra chú Côn đã biết sự thật. Vậy mà chú ấy vẫn... Bắn đi. Rồi sau đó bắt hắn phải chịu tội trước pháp luật. Làm như vậy coi như cậu đã giúp ta trả thù tên khốn đó rồi. Con trai à, tôi hứa với chú, bằng mọi giá tôi sẽ bắt cho được Tony.
Bây giờ chú Côn mất rồi, chúng ta thiếu người lãnh đạo. Giờ như rắn mất đầu, chúng ta phải cần người thay thế. Mọi người có đề xuất ai không? Theo tôi thấy cậu Tony là người thích hợp nhất. Tôi nghĩ bản thân của mình vẫn chưa đủ khả năng. Nếu như anh Tony không đủ khả năng thì ai mới đủ khả năng đây? Đúng. Nếu như mọi người tin tưởng tôi, tôi xin nhận trọng trách này. Tôi đang định giao vũ khí cho tướng Di Xuyên và lần này cũng sẽ là lần cuối cùng. Rồi tôi và gia đình sẽ chuyển qua nước ngoài sinh sống. Tôi sẽ từ bỏ mọi thứ ở đây, rồi mua vé ra nước ngoài xin ở ké với chú cũng nên. Được không chú? Thiệt chứ? Không biết cậu có nói thiệt không, nhưng tôi cũng rất vui. Hãy nhớ, tôi xem cậu như là con trai ruột của mình. Chính vì vậy tôi luôn mong cậu được sống hạnh phúc. Dạ em nghe. Mẹ mất rồi Sunan ơi, mới lúc nãy thôi. Đám tang của mẹ sẽ tổ chức vào chiều mai ở chùa đó em. Em nhất định phải tới với mẹ lần cuối nha em. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Thank you.
Vào thắp nhang cho mẹ đi em. Không được đưa cho nó. Mày tới đây làm cái gì? Mày biến cho khuất mắt tao. Ba ơi đừng mà ba. Đừng mà ba. Nó không xứng đáng xuất hiện trước mặt mẹ của nó. Mày đi đi. Em ra ngoài trước đi. Đi lẹ. Em ra ngoài đi. Hả? Sao con kêu nó tới đây gặp mẹ con để làm cái gì? Không phải chính là nó đã làm cho mẹ con đau buồn đến chết sao? Em ra ngoài mau lên đi. Mày đi lẹ đi. Đi nghe lời chị. Tao ghét mày. Đi đi em. Đứng lên. Nhanh lên. Đi đi em. Đứng lên. Đi đi nha. Mày đi đi. Đừng mà ba. Đừng la em nữa ba. Nghe lời chị ra ngoài đi nha. Đi ra ngoài đi mà. Tao không muốn thấy mặt mày nữa. Mày đừng bao giờ quay về đây. Ba, ba ơi, đừng có la em nó nữa. Con xin ba hãy nghĩ tới mẹ. Để cho mẹ nhắm mắt đi ba. Bà chết là nhắm mắt rồi. Có loại con làm ăn cướp như vậy, mẹ của con không có cách nào yên nghỉ được đâu. Biến, thằng mất dạy. Cấp trên đánh giá là cậu đủ tố chất nên chọn cậu để thực hiện nhiệm vụ bí mật của Cục Cảnh sát Quốc gia. Tên gọi là chuyên án sâu. Nếu cậu đồng ý, chúng tôi sẽ lấy lý do để cậu rời trường rồi tạo thân thế giả để nhằm che giấu thân phận thật sự của cậu. Có vấn đề gì sao? Nếu muốn có vấn đề, cứ việc chống đối xem. Vậy nếu như tôi muốn có? Đưa tiền trước đi. Ê, đứng lại. Nè, đứng lại. Giơ tay lên. Con trai của tên Côn, hiện giờ hắn đang ở trong tù. Tôi sẽ đưa cậu vào trong đó để tiếp cận hắn. Cậu phải tìm mọi cách để trở thành đàn em của hắn, vì đó là cách duy nhất
để cậu có cơ hội tiếp cận tên côn. Bà muốn mày trở thành người tốt. Mày coi mày thành ra cái gì đây? Tại sao mày lại như vậy? Tại sao mày lại như vậy? Đừng đánh con nữa mà. Mày là thằng con bất hiếu mà. Mày không phải là con của tao. Nói sao? Tên côn tự bắn chết mình thật à? Chú côn quyết định tự kết liễu mình hơn là bị tôi bắn chết. Thằng Tony này thật là quá độc ác. Nó lại ép cậu bắn chết tên côn. Sunan, tôi hiểu cảm giác bây giờ của cậu. Chắc chắn lúc đó cậu cảm thấy rất là áp lực. Tôi đã muốn giúp chú côn, nhưng mà tôi không thể làm được gì hết. Tôi xấu xa không khác gì thằng Tony đó. Và tôi cũng chưa bao giờ thành thật với chú côn. Đừng trách bản thân nữa, Sunan. Cậu đang thực thi nhiệm vụ của mình rất xuất sắc. Hãy tiếp tục tiến lên. Trách nhiệm của cậu là phải hoàn thành cho bằng được nhiệm vụ lần này. Hoàn thành hả? Tới khi nào? Tôi đã chờ đội trưởng bắt thằng Tony đó về quy án đã rất lâu rồi. Rất lâu. Lâu tới mức mẹ tôi không còn ở trên đời này nữa. Mẹ cậu? Phải. Mẹ của tôi đã mất rồi. Bà mất đi khi chưa biết được sự thật. Bà mất khi vẫn còn nghĩ con trai của mình là cướp.
cậu hãy ráng nhịn thêm chút nữa đi. Sẽ không lâu quá đâu. Ta nhất định tóm gọn con mồi. Và khi chúng ta bắt được thằng Tony, sẽ là lời minh chứng rõ ràng nhất để gia đình cậu thấy và hiểu được rằng cậu không như những gì họ nghĩ. Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này một cách thật trọn vẹn nhất. Thằng Tony đã tin tôi rồi. Tôi là người của chúng. Kể từ giờ tôi sẽ dễ dàng hành động hơn rồi. Cảm ơn cậu Sunan. Cảm ơn.